Hello cả nhà. Sáng hôm nay là thứ bảy, buổi trưa thứ bảy, đầu giờ buổi trưa thứ bảy em biết làm gì. Hôm nay em dẫn mọi người đi chợ Việt Nam chơi. Quý vị nhìn ba ông này là quý vị biết chợ Việt Nam này là ở đâu đúng không? Cho nên là quý vị hãy theo chân em nha. Đấy đó. Nói phải có sách mách phải có chứng đúng không? Đó quý vị thấy không? Đó chợ Việt Nam. Đây là một cái chợ mà người ta gọi là Phước Lộc Thọ nha cả nhà nha. Và mọi người đi theo em. Quý vị thấy không? Chợ nè, thấy không? Nhìn ba ông này coi như là ba ông tiên, ông Phước, ông Lộc, ông Thọ ha quý vị ha. Đó. Rồi để lên cái là có chữ Phước Lộc Thọ, thấy chưa? Cho nên là cả nhà phải đi theo em nha. Lấy khẩu trang ra cho nó đẹp một cái coi nào. Rồi, đi theo em nha. Vô chợ, đây là một cái chợ Việt Nam. Mà chợ Việt Nam á, thì chỗ này nó giống như là cái chợ mà mình thường thường dân chúng ở Sài Gòn mình đi chợ Bến Thành vậy đó. Ha? Đó, thấy không? Rồi, bước vô chợ nha. Ok, theo em nha cả nhà nha. Cái ly nước mía này ở bên đây. Ly nước mía ở Việt Nam á, thì mình uống một ly nước mía là 10 đồng, 10.000 đồng tiền Việt Nam. Hay là hoặc là 20.000 là ly nước mía là mắc đúng không quý vị á. Ở đây mình uống cái ly nước mía bành xà ná, bát xà nành này là nhiêu phải không? 6 đồng. 6 đồng ly nước mía này. Mình uống bây giờ là mình phải xơi thử hai trái bắp. Mình kêu cô lấy là hai trái bắp cho mình, là phải lựa cho hai trái bắp mềm để xem cô có lấy thật sự là hai trái bắp mềm cho mình không. À, mềm. Nóng quá quý vị ơi. Bây giờ là em phải lột hai trái bắp này ra, em xơi cho hết hai trái bắp này nha quý vị nha. Mà nóng quá, nhiệt ngã quá ha. Ở Việt Nam thì thôi á, mỗi lần mà tới mà mình đi biểu diễn á, mình đi hát ở miền Tây á, đi dọc dọc Vĩnh Long nè, đi tới Long An nè, đúng không? Rồi đi tới Cần Thơ nè, cầu Cần Thơ là mấy cái chỗ đầu cầu là đã bán bắp luộc. Lúc nào Long đi xuống Bạc Liêu hay là Cần Thơ gì Long cũng mua ăn chục bắp luộc mà ăn hết trơn á. Để có hôm nay mình ăn thử chứ bắp bên đây có ngọt không nha. Hai đồng một trái. Hai trái là 4 đồng. Ly nước mía là 6 đồng. Là tổng cộng là 10 đồng. Tại sao cô kêu cũng tính tiền mình là 10 đồng 50 sen? Tại sao là cô kia tính tiền được 10 đồng 50 sen vậy ta? Ngộ vậy. Ok, thôi kệ đi. Dạ. Dạ chị. Ai mò từ cả lương. Dạ. Anh mò lâu lắm rồi, nó phải gì đồng giáo quá. Dạ, dạ. Tới luôn, dạ. Thôi là anh đọc anh ở đây luôn rồi. Dạ, cũng đi 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 tới đi đưa đi tới đi về. Hôm nay thèm bắp quá ra đây mua hai trái bắp ăn rồi cho bà con coi. Em tưởng anh, em thấy trên anh đưa YouTube cho mà anh thích nghe. Lấy trên YouTube hả? Dạ, anh tới luôn mà. Sorry, lầm. Dạ, không có chị, vui chị, không sao chị, vui à. Vui là chính, cuộc đời mình bây giờ là chỉ gặp nhau là cứ vui đi. Đúng không? Hay là chị đứng sau lưng em nè. Gặp nhau thì mình cứ cho niềm vui với nhau đi. Thả tim cho chị luôn nè. Rồi. Dạ. Em cũng mới nhớ tên rồi. Dạ.
Rồi. Rồi, cảm ơn anh dạ, nhiều. Cảm ơn chị. Dạ. Mua bắp ăn đi. Mới đi ăn xong. Vậy hả? Sao dạ. Ủa, bữa nay ba không mình à hả? Dạ, là bởi vì em đang đi công việc. Dạ. Em đang đi đặt đồ ở đây nè. Dạ. Dạ. Lúc là Việt Nam chắc nó có show gì ha? Chồng anh ở đây lâu thì rồi. Dịch mà ở đâu cũng vậy chứ không phải là ở Việt Nam. Nhưng mà là bởi vì mà anh về đây là anh làm công việc không? Mình đi mình có tổ chức gì không hay là anh về đây gì thôi? Dạ không, em chơi. Về thăm gia đình. Dạ. Là thấy ảnh trong suốt chung mà xuống nhà. Ôi bây giờ ảnh nhiều lắm. Là anh show fame mà. Rồi, dạ, dạ. Cảm ơn rồi, cảm ơn hai chị. Nè, thôi đây chào mọi người cái đi. Thôi về mở YouTube, chiều nay mở YouTube hello. Coi là thấy hai chị nha. Đó, hai chị gái rất là đẹp, hai chị em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhìn giống y chang hả? Dạ, dạ, dạ. Chị nè hả? Chị hả? Ồ, sao vậy? Phải tu bổ lại. Héo, phải tu bổ lại chút xíu. Phải đi tu bổ lại. Dạ. Em là chị, đây là em. Vậy á hả? Bà này thì bà xin sửa sọ, em thì làm biết sửa sọ. À không phải, chị không có đánh hẳn phấn kem nhiều, thấy không? Cho nên là không sao, về tút lên. Không, có về, em chưa bao giờ về Việt Nam, chắc phải có dịp về Việt Nam tút lên một lần quá. Dạ. Cả mấy chục năm mà chưa bao giờ về. Dạ, chiều nay nhớ lên bấm kênh YouTube của Kim Tiểu Long nha. Rồi. Thấy cái clip này nha. Thank you anh. Dạ, 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 dạ. Vui quá ha. Hôm nay em đi chợ, em ra em ngồi em ăn ngoài chợ đó quý vị nha. Vậy em ăn trái bắp nè. Ngon. Dẻo. Ngon quá. Nó ngọt. Đồng ý là bắp nó không phải là bắp tươi giống như ở Việt Nam của mình, thấy không? Nhưng mà trái bắp ăn vô nó ngọt, mà ngọt chỗ này chắc cũng có bỏ đường trong đây, chắc chắn là phải có, cũng có một chút pha màu trong đây ha. Nhưng mà thôi có ăn. Lên màn hình ăn sao cho đẹp giống, thấy không? Để hả, ăn quá nó bị phô, nó bị đợt phô. Ăn sao cho đẹp đẹp một chút chứ. Nhiều khi đóng trong cải lương đã đẹp rồi mà ở đây mình ăn nhiều khi mình hả quá, ăn quá người ta nói bị đợt phô. Thôi lỡ rồi, cho nó khô chút xíu, nó tự nhiên cả nhà ha. Bắp dẻo quá, cũng dẻo, bắp nếp. Tại sao Long cầm trái bắp, Long đứng hình như vậy quý vị biết không? Để chụp hình lại. Làm butter. Làm bìa. Ăn hết trái bắp cũng hơi bị lâu à. Ở bên Mỹ mình đó là không có bùng phát dịch nha quý vị nha.
cuộc sống rất là ok, trở lại bình thường như lúc trước. Nhưng mà chỉ có một cái điều, tất cả các nước đó đều có dịch, cho nên là máy bay thì không có bay. Giống như lúc trước mình không có về được, giống như ở Việt Nam là muốn về về thoải mái, còn cái này là không có được thoải mái, cái về với máy bay thôi. Hôm qua em đi quay ra ngoài ngoài biển, da mặt em hôm nay nó hơi bị đen chút rồi, nó sậm chút ha. Hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật quay tiếp hai bài nữa ở Hollywood, ngày mai lên Hollywood quay. Ở trong chợ đó, nhà lòng đó, có bán những cái quầy quầy ăn uống như thế này, vui ha. Bà con ra ngoài đây thấy bà con ngồi ăn đông vui như vậy, mình cũng vui nữa. Nó có một cái cuộc sống mình nhìn thấy nó sung túc, rồi không có bị thoải mái chứ không có bị gò bó, thấy không? Nước mía ngọt. Nhai cho hết cháy bắp rồi xong đi đi lại ông ở trên Phước Lộc Thọ, ở trên lầu á, thang máy á, có thờ ông, thờ ông Quan Thánh. Nhưng mà ở đây Long gọi cho mọi người nghe là thờ ông, nhưng mà Long gọi là sư phụ Quan Thánh. Lát nữa mình lên mình lại sư phụ Quan Thánh, cái mình quay ngay chỗ sư phụ Quan Thánh cho mọi người khấn nguyện nha. Chắc ăn trái không ăn nổi hay trái không? Về nhà ăn thêm trái nữa, mất thời gian á. Bắp cái chỗ này nè, cô này bán cho bắp á, ăn nó mềm, nó dẻo. Hồi hôm bữa cô bên kia kìa, cũng cái quầy mà ở sau lưng này nè, mà quầy bên kia ăn sao nó cứng giống như là củi mục vậy. Vé số hôm nay lên tới Mega, lên tới là 468 triệu. Super Loto là 46 triệu. Powerball là 183 triệu. Lát mình vô mình mua, lát mình vô mình mua thử Mega với Powerball nha quý vị nha. Mang nữa. Bỏ vô đây lát về dục thùng rác sao nha.
trái để dành. Giờ chuẩn bị mình đi vòng vòng, quay cảnh vòng vòng, quang cảnh vòng vòng cho mọi người coi. Nếu này mình đi mua vé số lấy hên thử bữa cái nha, lâu lắm rồi, mấy tháng nay mình không có mua. Super Loto, Powerball, Mega. Mọi người chúc cho em hên hên bữa. Giờ theo chân em nha. Trúng không mày? À, trúng không? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Trời ơi, ngồi cạo khí thế không biết trúng hay không nữa. Đó, trúng đó hả? Trúng hai chục. Wow, trời ơi. Không nghe ba hơn vậy. À, sao ngoại cạo nữa đi ngoại. Nãy con thấy bà ngoại cạo khí thế luôn mà. Bây giờ mình đi mua vé số nè quý vị ơi. Đi mua lấy số thử rồi nha. Bán cho em một cá 10 đồng Fabo ha, với 10 đồng Mega ha. Rồi với Mega. Dạ, 20 đây. Ghê vậy. Đây 20 đồng. Dạ good luck nha. Hôm nay mình lấy hên thử một bữa có được không? Quý vị chiều nay quý vị dò giùm em đi. Chừng ngày mấy sổ mấy ngày nữa sổ vậy chị? Hả? À vậy đó hả? Quý vị dò giùm em ha. Ha. Em mua 2 tờ có gì dò chúng đi nha. Ok. Nó như vậy nè. Đó. Ta là 10 đồng. Đó, mỗi cái chúng là được 3 183, 1 468. Ok. Hôm nay em đi quậy một bữa. Có chúng đó hả? Giờ mình đi vòng vòng ra ngoài đó ha quý vị ha. Bây giờ là mình đi qua bên đây. Rồi xong cái mình lên lầu thang. Dò nữa đi ngoại. Good luck nha. Nha, trúng số nữa nha ngoại nha. Dạ. Bye ngoại. Dạ. Bây giờ đi vòng vòng ha quý vị nha. Đây là một cái sân khấu để dành cho mọi người làm lễ gì ở trong chợ đồ mọi người coi hát ha. Tất cả vòng vòng đây là tiệm. Đây cũng có một cái tiệm đồ ăn nữa nè. Đó, thấy không? Cũng nước mía, cũng đồ ăn chugo. Cũng đầy đủ đồ ăn hết. Đó. Kính thưa các loại ốc. Thấy không? Nè quý vị, kính thưa các loại ốc. Ốc lát. Ốc bu, ốc hương biển, ốc hương. Thì thứ ăn yêu mì đó 3 đồng rưỡi. Hết cảo. Bánh canh cua, bánh canh giò heo, chả. Cháo chả ốc. Cháo cá bún riêu. Wow, cháo lòng. Wow, hấp dẫn quá ha quý vị. Ai ăn đến đây nha, đây cũng có bắp luộc nữa nè. Đầy đủ. Đầy đủ. Đáng tiếc là em no rồi, em không ăn gì nổi nữa hết trơn. Đây, tất cả chỗ này là tiệm vàng. Mẹ, dạ.
hôm nay con mới ra đó, con bận quá. Sao ra mắt đi, thấy bích đi, con đậu thanh tử chức rồi, vui quá ha. Vui ha. À, có dạ. Cái con rồi. Dạ. Đó. Con đi vòng vòng chút mẹ ơi. Em đi chị, dạ. Quý vị ai tới mua vàng lại đây nha quý vị nha. Đây. Đó. Mà đây là toàn là những mẹ đẹp rồi con cũng đẹp, toàn bán vàng không nè, mấy chị đẹp không à. Rồi coi mẹ. Dạ. Tất cả vòng vòng ở đây là bán vàng, bán đồ. Quá trời luôn, cái mặt này đẹp luôn nè, quý vị thấy không? Bà con ngồi ăn vui ơi là vui. Quý vị thấy không? Vui lắm. Họ đi chợ. Chợ Việt Nam mà. Đây bán quần, bán áo, bán mọi thứ. Bán người luôn à? Dạ hả anh? Wow, quý vị thấy không? Ốp nè, 25% ốp. Kìa, bữa nào ghé nha. Bây giờ là mọi người theo chân em nha. Lên trên lầu. Tới đây thì lúc nào rồng nhỏ tới đây cũng đi lên trên lầu để mình lại đảnh lễ sư phụ Quang Thánh. Rồi sao có cái tấm kiếm đây vậy thấy em? Ồ, thang máy gì đâu mà đi. Thang máy cho nên là chợ ế quá, cho nên là không mở điện cho thang máy chạy, cho nên là thôi mình phải tự đi bộ lên. Cũng phải thông cảm một điều, chắc có lẽ là chợ ế quá, không đủ tiền đóng tiền điện trong mùa dịch. Thấy không? Đây là tiệm bán mắt kính. Hồi xưa mình đã từng mua mắt kính ở đây. Lúc đi, lúc đầu đi Mỹ diễn mua lần 2-3 cái. Nhưng bây giờ thì thôi à, tiện tiền lại chứ không mua nữa. Đây, vì thấy cái đền thờ trước Phước Lộc Thọ. Lúc nào Kim Tiểu Long đi tới đây á, cũng là đảnh lễ thắp nhang, đảnh lễ sư phụ nha. Đó, cầu an, bình an cho tất cả mọi người, sư phụ Quang Thánh sẽ phù hộ. Ông sẽ phù hộ cho tất cả mọi người nha. Thế giới này cuộc sống an lành. Dịch bệnh cũng xua đi tất cả mọi thứ, cuộc sống trở lại bình thường. A Di Đà Phật. Ai đến đây thì mình xin xăm. Tại ông có cho thỉnh xăm, xin nhiều quẻ xăm ha. Ai muốn xin xăm linh hiển lắm nha, chỗ này linh hiển lắm nha. Đó, Long đã từng sinh xăm ở đây. Chân hoa huệ rất là đẹp, thấy không? Đó. Long cúng là Long rất thích cúng hoa huệ. Đây thì mình nhìn ra phía trước. Đó. Phước Lộc Thọ. Trên lầu này là cũng có giải bán tất cả đủ đồ hết. Quần áo rồi bán lo, bán micro. Đó quý vị, cái bức tượng sư phụ đẹp quá, ngài đẹp uy nghi quá ha quý vị ha. À, bây giờ Long thắp nhang ha. Long thắp nhang để Long lại ông. Cầu nguyện bình an cho tất cả nha. Ông đẹp quá đúng không cả nhà ơi.